Chào mừng các bạn trở lại với tin tức Man United hôm nay. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 19:30 mỗi ngày từ thứ hai tới thứ sáu hàng tuần trên kênh Vũ trụ Man United. Trong bản tin ngày hôm nay 28 tháng 9, Eliza xin gửi tới các bạn những tin tức chính sau đây. Man United trở lại với Gakpo. Rashford bình phục trước derby. Luxor chấp nhận ngồi dự bị. Và những tin tức nóng hổi khác. Không để các bạn phải đợi lâu, Eliza xin được bắt đầu luôn với những thông tin đầu tiên. Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy, Man United chắc chắn sẽ quay trở lại hỏi mua mục tiêu mà họ đã để hụt trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi là tiền đạo trẻ Cody Gakpo của PSV. Cầu thủ 23 tuổi người Hà Lan vẫn đang thể hiện một phong độ chói sáng khi đóng góp 10 bàn trong 13 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa, trong đó có 8 bàn sau 7 trận ở giải vô địch Hà Lan. Huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn xem tiền đạo đồng hương là sự bổ sung hoàn hảo cho hàng công của đội, nhất là khi Cristiano Ronaldo nhiều khả năng sẽ chia tay sân Old Trafford sau khi mùa giải này khép lại. Thực ra thì Man United muốn mua Gakpo ngay từ mùa hè vừa rồi. Kế hoạch của đội bóng là mua Anthony với giá 50 triệu bảng và 25 triệu bảng còn lại sẽ để mua Gakpo. Tuy nhiên, Ajax đã tỏ ra quá rắn trong vụ Anthony, để rồi cuối cùng Man United phải chi tới 85 triệu bảng mới có được ngôi sao người Brazil, phá hỏng luôn kế hoạch ban đầu. Nhưng bản thân Gakpo, người có chung một đại diện với huấn luyện viên Ten Hag, biết rằng Man United sẽ quay trở lại để hỏi mua anh một lần nữa. Và đó là lý do anh đã từ chối Leeds rồi Southampton để tiếp tục gắn bó với PSV. Tiền đạo Marcus Rashford đã trở lại tập luyện và gần như chắc chắn sẽ có mặt trong danh sách đăng ký của Man United cho trận derby Manchester với Man City vào cuối tuần. Rashford dính chấn thương trong chiến thắng trước Arsenal là trận đấu mà anh đã rực sáng với hai bàn thắng và một pha kiến tạo. Vì chấn thương này, tiền đạo người Anh đã bỏ lỡ hai trận đấu của Man United ở Europa League và vắng mặt trong đợt triệu tập vừa rồi của đội tuyển. Huấn luyện viên Erik ten Hag đương nhiên rất mong đợi sự trở lại của Rashford. Anh chính là sự lựa chọn số 1 ở vị trí trung phong của Man United lúc này, trong bối cảnh Ronaldo không còn thể hiện được phong độ cao, trong khi Martial vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Sau màn trình diễn thảm họa trong hiệp 1 của trận thua Brentford, hậu vệ trái Luxor đã bị huấn luyện viên Ten Hag gạt khỏi đội hình xuất phát. Không những thế, với việc tân binh Gerard Malachia vẫn chơi quá tốt, Shaw còn không có cơ hội vào sân và vẫn chưa chơi một phút nào cho Quỷ Đỏ từ đó tới nay. Do vậy, hậu vệ 27 tuổi vẫn được tin tưởng ở đội tuyển Anh. Anh vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Italia và đá chính rồi ghi bàn trong trận gặp đội tuyển Đức. Trở lại Man United, Shaw hy vọng anh sẽ được ra sân nhiều hơn để có được phong độ tốt nhất trước World Cup 2022. Cựu cầu thủ của Southampton cũng nói rằng anh đã nói chuyện với huấn luyện viên Erik ten Hag, chấp nhận việc huấn luyện viên người Hà Lan loại anh ra khỏi đội hình, nhưng với điều kiện đó chỉ là tạm thời. Shaw nói, tôi nghĩ rằng ông ấy, ten Hag, biết rõ khả năng của tôi. Ông ấy biết tôi có thể làm được những gì, chúng tôi đã có một số cuộc nói chuyện. Tôi ý thức được rằng chúng tôi đã khởi đầu mùa giải chưa đủ tốt và ông ấy phải thực hiện các thay đổi. Tôi hoàn toàn chấp nhận những quyết định của ông ấy. Điều duy nhất mà tôi có thể làm là tập luyện chăm chỉ hơn và chờ đợi những cơ hội mới, dù đó là ở các cúp hay là ở Premier League. Tôi sẽ luôn sẵn sàng và sẽ thể hiện ở trình độ cao nhất có thể. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ đến với những thông tin mới nhất liên quan tới tương lai của Ronaldo, chuyện của Harry Maguire và kế hoạch mua trung vệ của đội tuyển Tây Ban Nha của Man United. Nhưng trước đó mời các bạn thư giãn đôi chút với phần hỏi vui đáp gọn quen thuộc. Câu hỏi cho phần hỏi vui đáp gọn của vũ trụ Man United hôm nay. Trận derby Manchester đầu tiên diễn ra vào thời điểm nào, tỷ số ra sao? Anh em comment câu trả lời của mình nhé. Đáp án sẽ có ở cuối clip. Còn bây giờ là những tin tức tiếp theo. Chủ tịch của đội bóng Ả Rập Xê Út Al Hilal đã xác nhận ông đã có những cuộc nói chuyện trực tiếp với người đại diện của Cristiano Ronaldo về khả năng thực hiện một cuộc chuyển nhượng trong mùa hè vừa rồi. Ông Fahad Ben Nafen nói, đúng, chúng tôi đã đàm phán với Ronaldo. Vấn đề không phải là tiền. Al Hilal đủ sức mạnh tài chính để đưa về bất kỳ ngôi sao nào trên thế giới. Vấn đề là quyết định của trung tâm trọng tài thể thao. Họ không cho phép chúng tôi đăng ký cầu thủ. Chúng tôi vẫn thương lượng với Ronaldo, nhưng không thể đi tới giai đoạn cuối cùng bởi vì án cấm vẫn chưa được gỡ bỏ. Được biết, Al Hilal sẵn sàng trả cho Ronaldo hơn 100 triệu euro tiền lương trong 2 năm hợp đồng. Trung vệ huyền thoại George Tam mới đây đã có những lời khuyên dành cho đàn em Harry Maguire, người đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp. Maguire đã bị huấn luyện viên Erik ten Hag loại khỏi đội hình xuất phát và chưa biết bao giờ mới có cơ hội trở lại khi mà bộ đôi Lisandro Martinez và Rafael Varane đã chơi quá tốt.
sự tự tin của Bagai càng xuống thấp khi anh tiếp tục có những màn trình diễn thảm họa trong màu áo đội tuyển Anh. Tuy nhiên, Jeff Stam tin rằng cơ hội ra sân sớm muộn gì cũng sẽ đến với Bagai trong bối cảnh lịch thi đấu sắp tới là cực kỳ căng thẳng, với trung bình cứ 3 ngày là có một trận. Điều quan trọng là hậu vệ người Anh phải luôn sẵn sàng để nắm bắt cơ hội ngay khi nó tới. Jeff Stam nói, anh ấy sẽ có cơ hội thôi bởi vì chuyện các cầu thủ chấn thương hay treo giò là không tránh khỏi. Quan trọng là anh ấy phải tận dụng được cơ hội đó để thể hiện bản thân. Nếu anh ấy không sẵn sàng, sẽ có người khác làm điều đó. Bởi vậy Harry phải tiếp tục giữ được một cái đầu lạnh và không ngừng nỗ lực trên sân tập. Theo tờ La Razón của Tây Ban Nha, Man United đã liên hệ với người đại diện của trung vệ Paul Torres để tìm hiểu về tình trạng hợp đồng của cầu thủ này. Theo thông tin mà phía Man United có được thì Torres không loại trừ khả năng rời Villarreal trong mùa hè năm sau. Hợp đồng giữa Torres với tàu ngầm vàng có thời hạn tới hè năm 2024, do đó đội bóng Tây Ban Nha nếu không thể thuyết phục Torres ký hợp đồng mới thì sẽ phải tính chuyện bán anh vào cuối mùa giải. Man United sẽ tận dụng tình thế này của Villarreal để ép họ phải bán Torres với giá phải chăng. Tàu ngầm vàng từng đòi hơn 90 triệu euro cho trung vệ tuyển thủ Tây Ban Nha, nhưng Man United tự tin họ có thể mua được anh với giá dưới 65 triệu. Sở dĩ, Man United rất muốn có Torres là bởi trung vệ 25 tuổi ngoài khả năng phòng ngự tốt còn có khả năng chơi chân rất tốt, rất phù hợp với phong cách mà Man United đang theo đuổi dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Eliza xin công bố đáp án của câu hỏi ở phần giữa chương trình. Trận derby Manchester đầu tiên diễn ra vào ngày 12 tháng 11 năm 1881. Lúc đó, Man City còn có tên là St. Mark, còn Man United vẫn là Newton Heath. Kết quả là Newton Heath đã thắng St. Mark với tỷ số 3-0 ngay trên sân của đối phương. Đến đây chúng tôi cũng xin khép lại bản tin của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.